Hai cả nhà, mời cả nhà mình đi ăn sáng với vợ chồng mình nha. Thì hôm nay vợ chồng mình đi ăn sáng cả nhà. À, đây cũng là tiệm pho lê nè ha. Thường thường mình hay ăn sáng ở đây, trong đây thì bán đủ món hết trơn. Hôm nay mình vào đây là quán pho lê hết cả nhà, quán cũng đông. Bây giờ cũng mình ăn sáng rất là trễ thì bây giờ khách cũng đông quá trời luôn. Và bà xã mình đã kêu một phần một tô phở, còn mình ăn một tô bún đậu Huế. Quán rất là rộng hết. Thì nhân viên phục vụ người ta bưng lên trước là một đĩa rau sống rất là ngon, gồm có rau Huế, rau thơm, giá, chanh và ớt. Vì trời nóng thành ra người ta cho mình hai ly trà đá ha. Đây là trà đá miễn phí, ai uống muốn trà nóng thì uống trà đá thì uống được. Rồi đây là bún bò, bún bò đã đến với mình rồi, ở nhà thấy không? Đây mình ăn tô bún bò nè, ăn xới cái bún bò lên coi nó có. Bún bò rất là ngon, ở dưới gồm có thịt, hình như có cục giò nữa đúng không? Thịt bò và có một cục giò đây. Xả mình bỏ trong vô. Ok con, đây là phở nữa ha. À, được rồi, được rồi. À, đây là tô phở đem cho xã mình đây. Sáng mình vẫn đang làm hai chén nước chấm. Cái này là mình bỏ gì vô? Cái nếp con gà. Bún bò này mình ăn có sò tế ngon. Có chanh miếng sò tế, ok. Có cái giò. Cái tô phở này cũng gồm có cái gì em? Phở này có gì ạ? Tái gân mười viên. Ừ, tái gân mười viên. Rồi bây giờ mình nêm rau vô ha, là mình ăn thôi. À, cái quán này cũng hay ăn mà rất là ngon hết nè. Ăn cũng được. Nhưng mà nó tại vì bên đây không có thức ăn Việt Nam thì mình ăn vậy thôi chứ đâu có bằng cái hương vị của Việt Nam. Tại Việt Nam nó đầy đủ hơn hết nè. Ở nhà thông cảm nữa, tại vì mình vô quán này rất là đông người, mình không có nói lớn được thì nói nhỏ nhỏ vậy thôi. Không cả nhà mình thông cảm. Mời cả nhà mình cùng ăn nhé. Dừa heo được coi chỗ mềm không? Hương vị rất là ngon cả nhà. Cũng là 8-10 với Việt Nam. Và sau một hồi ăn thì mình ăn không có hết, ở cái nhà mình ăn ít lắm. Bà xã ăn thì cạn tàu rau máng luôn. Thì đây là cái bill. Mình có order thêm một phần bánh hỏi, thịt tôm heo nữa. Tính cả thấy là tổng cộng là 49 đồng 92 sen. Thì ở trong đây nó cũng ở bên đây thì nó để sẵn cái phần tip á, nghĩa là mình bo cho nó đó. Nếu mà mình bo 25% thì nó là mình cho nó 12 đồng, 20% thì 9 đồng, và 18% thì 8 đồng 99. Mình cứ quy giá trị mình bao nhiêu phần trăm để mình tiếp với cái nhà. Cảm ơn cái nhà rất là nhiều ạ. Ba cái nhà. Đi ông ơi.
thì sau khi mình tiền rồi mình bỏ cái thẻ vào đây hết cả nhà, và mình tiếp tám mình bỏ được chút giống vậy, và mình tiếp 8 đồng cho nhà hàng đó cả nhà, được bên Mỹ nó vậy ha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Đây là có bé phục vụ rất là dễ thương. Yeah. Rồi ok, cho thấy mặt luôn. Làm YouTube phải không? Ừ, cứ làm chơi. Ok.